Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm lợi dụng ba đạo độc môn thần kỹ của Tam Muội Thần Hỏa, thừa dịp thần long không có phòng bị thi triển ra, hắn đã thành công lợi dụng thế công của nhị trọng thần long trảm của đối phương, tự đánh vào đối phương. Sau khi thần long tự ăn trọn đòn tấn công của mình, hắn đã bị trọng thương rất nặng, trên người có một vết thương thật lớn. Trong chiến đấu giữa thần và thần, không chỉ cần có lực lượng cường đại của bản thân, mà còn cần kinh nghiệm thực chiến phong phú, nếu không người thua chính là mình, mà Tiêu Viêm chính là người luôn rèn luyện tìm tòi, ra kinh nghiệm thực chiến bên bờ sinh tử, cho nên mỗi một lần đối chiến, cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình một chút, như vậy đến cuối cùng vẫn sẽ thua ở trong tay mình, mà hắn chính là Viêm Đế Tiêu Viêm. Ánh mắt của tất cả thần thú nhìn về phía hư không, Tiêu Viêm tản mắt ra vầng sáng màu vàng, bọn họ đã không còn xem thường vị nhân loại này nữa, hơn nữa ánh sáng màu vàng bao trùm trên người hắn, từ xa nhìn lại, giống như là một vị thần không thể xâm phạm. Một màn chiến đấu vừa rồi quả thực khiến cho người ta kinh sợ, thậm chí còn không dám tưởng tượng, Tiêu Viêm làm sao có thể làm được, vì sao thế công của thần long bị ngăn lại, hơn nữa ngay cả thần long trảm cũng bị thần long trảm trực tiếp chém ngược lại chính mình. Một loạt sự việc này, làm cho thần long tộc cùng với long minh đều thập phần nghĩ mãi mà không rõ, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, đến tột cùng thi triển ra thủ đoạn gì, lại hoàn toàn đánh bại minh chủ thần long trong lòng bọn họ. Phải biết rằng, thực lực của thần long còn mạnh hơn cả thánh long và tổ long, cũng trong thời gian mấy trăm vạn năm qua, là thần thú đầu tiên đột phá đến ngũ trọng thiên vị thần. Nhưng lại bị lực lượng của Chư Long kiếm áp chế huyết mạch, nên mới bị ảnh hưởng đến thực lực của hắn, khiến thực lực của hắn giảm xuống, bằng không, vị thần long lần này cũng sẽ không bị Tiêu Viêm lợi dụng ba đạo độc môn thần kỹ của Tam Muội Thần Hỏa đánh bại. Tam Muội Thần Hỏa tuy rằng rất cường đại, xếp hạng thứ 6 thần hỏa bảng, nhưng trong mắt ngũ trọng thiên vị thần, Tam Muội Thần Hỏa cũng không hẳn có thể nhấc lên sóng gió gì. Lúc này đây, nhờ có Chư Long chi uy áp chế huyết mạch của thần long, thánh long nhìn Tiêu Viêm, vào giờ phút này hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng uy áp có thể làm cho hắn bị thuần phục. Tiêu Viêm này cường đại đến mức đã vượt qua sự tưởng tượng, cũng không biết thông qua dạng bí pháp gì lại có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cấp độ tứ trọng thiên vị thần. Nhưng mà cũng nói tóm lại, mặc kệ Tiêu Viêm thông qua bí pháp gì để tăng lên thực lực cũng không còn quan trọng, chỉ cần Chư Long chi chiến lần này thánh long tộc bọn hắn không bị diệt tộc, như vậy chính là một chuyện tốt. Ngay sau đó, thánh long nhìn về phía thần long tộc cùng với long minh phát ra thanh âm nhàn nhạt, thần long của các người đã bại, vẫn là bó tay chịu trói đi, bằng không tất cả các người đều sẽ phải chết. Sau khi nhìn thấy chiến cuộc xoay chuyển, tất cả thần thú của thánh long tộc đều nhìn về phía thần long tộc và long minh. Lúc này chiến ý của bọn họ đã đạt tới cực hạn, cho dù đối phương còn muốn ra tay, như vậy bọn họ cũng sẽ không có điều cố kỵ, trực tiếp cùng quyết một trận tử chiến. Thần long đại nhân, chúng ta chưa bại, hắn chính là chi thần mạnh nhất của vạn thú thần giới, làm sao có thể sẽ bại bởi một tên nhân loại. Lúc này vẫn có không ít người không tin thần long bị đánh bại là sự thật, kể cả long minh cũng cho rằng như thế. Nếu như thần long của bọn hắn cứ như vậy mà bại, như vậy kết cục của bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết, toàn tộc sẽ bị những người này tiêu diệt. Mặc dù nói là như vậy, nhưng bất luận kẻ nào của thần long tộc cùng long minh cũng không có người dám đứng ra lần nữa đối kháng với thánh long tộc bên này. Đến giờ khắc này, chiến trường nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi qua bên tai cũng có thể nghe được một cách rõ ràng. Dưới bầu không khí yên tĩnh dị thường này, đôi mắt vàng của Tiêu Viêm vẫn nhìn chằm chằm về phía thần long đang nằm trong hố sâu phía dưới, không hề có ý buông lỏng. Tuy rằng hắn cũng thông qua lực lượng thần hồn dò xét qua tình huống phía dưới, nhưng là một thiên vị thần, cho dù thần thể bị thương nặng, như vậy thần hồn cũng sẽ bình an vô sự, cho nên nói thần long vẫn chưa có hành động gì, là đang chuẩn bị một đại chiêu gì sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nhất thời đem thần hồn lực lượng lần nữa phóng đại, dò xét bốn phía tất cả ở nơi này. Trải qua một hồi lâu, Tiêu Viêm cũng dần dần phát hiện ra, trong không gian nơi này, mơ hồ có một cỗ năng lượng sắp bộc phát ra. Trong nháy mắt, thần sắc Tiêu Viêm biến đổi, cúi đầu hô lớn với thánh long tộc, mọi người mau mau lui ra. Cũng trong lúc Tiêu Viêm hô to, trong nháy mắt, hố sâu bên dưới nhất thời phun ra chất lỏng màu đen, cuối cùng chất lỏng này hoàn toàn nổ tung mà ra, một cỗ năng lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào trong không khí, thiên địa kịch liệt lắc lư, không ít thần thú của thánh long tộc không cẩn thận cũng bị những chất lỏng màu đen này đánh trúng, trong nháy mắt liền bị trọng thương, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Dưới tình huống bất thình lình này cũng làm cho thánh long cảm thấy không ổn, trong nháy mắt liền thuấn di đứng ở phía trước thần thú của thánh long tộc, đem một ít thần lực vừa mới khôi phục không hề giữ lại, liền thi triển ra đại thần kỹ đáng sợ thánh long ngâm, gào thét một đạo sóng âm khủng bố cực lớn, mang theo một tiếng long ngâm rất mạnh, đem những chất lỏng màu đen này trực tiếp cho chấn tán đi. Thánh long ngâm đồng dạng cũng là đại thần kỹ, cho nên lực lượng này cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt chính mình liền đem những chất lỏng màu đen này cho chấn tán hơn phân nửa. Trong chốc lát, người của thánh long tộc đều đã rút về khu vực an toàn. Theo năng lượng thánh long ngâm tiêu tán, thánh long cũng mau chóng thoáng ẩn thoáng hiện, lần nữa xuất hiện ở trong phạm vi an toàn. Sau khi nhìn thấy chất lỏng màu đen này, trên mặt thần long tộc và long minh đều có một nụ cười cao hứng, bởi vì cỗ khí tức kia thật sự có chất quen thuộc. Thần long đại nhân, ngươi quả nhiên không có chuyện gì, còn tưởng rằng tên nhân loại kia thật sự đánh bại ngươi. Một vị thần thú cường giả trong long minh cung kính mở miệng nói, đối với sự tình thần long chưa bị đánh bại, khiến nội tâm của bọn hắn cao hứng cỡ nào, cứ như vậy, bọn hắn sẽ không bị động như thế. Vừa rồi, còn thiếu chút nữa đã cho rằng thần long thật sự bị đánh bại. Ha ha ha, muốn đánh bại bản thần long, cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh âm thần long truyền ra, bên trên phiến thiên địa này, nhất thời xuất hiện hải dương màu đen mênh mông vô bờ. Trong đó hải dương màu đen không ngừng cuồn cuộn lên, tản mát ra khí tức hủy diệt, năng lượng đáng sợ như vậy,
chỉ có tồn tại Thiên Vị Hải mới có thể triệu hoán ra tất cả thần thú chi nhân của Thánh Long tộc. Kinh hãi nhìn Thiên Vị Hải màu đen vô cùng rộng lớn, khi cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra trong đó, toàn bộ thân thể bọn họ đều run lên. Thánh Long giờ phút này ánh mắt đều là trở nên ngưng trọng, xem ra Thần Long cũng chuẩn bị thi triển ác chủ bài cuối cùng. Thiên Vị Hải vừa phóng thích ra chính là một chiêu cuối cùng của Thiên Vị Thần, mà một chiêu này cũng là chiêu mấu chốt quyết định thắng bại. Ở bên trong Thiên Vị Hải, thần hồn của Thần Long ẩn giấu trong đó cũng đặc biệt an toàn, hơn nữa đẳng cấp của Thiên Vị Hải cũng là màu đen, chỉ xếp sau màu đỏ. Đẳng cấp Thiên Vị Hải như thế thật sự là làm cho người ta hoảng sợ vô cùng. Ngay cả phiến không gian này đều bị Thiên Vị Hải cắn nuốt, ánh sáng xung quanh đều trở nên ảm đạm xuống, cùng bạo nổi lên bốn phía, bên trong lôi vân cũng ầm ầm nổ vang. Cảnh tượng này có thể so với cảnh tượng tận thế, biết rõ ngươi không có dễ dàng bị đánh bại như vậy, cho nên ta cũng chờ ngươi thật lâu. Sau khi thấy được Thần Long thi triển ra Thiên Vị Hải, Tiêu Viêm cũng căn bản không sợ hãi. Nếu thế lực huyết mạch song phương ngang nhau, ở trên thần lực Tiêu Viêm cũng chiếm ưu thế một chút, như vậy ở trên Thiên Vị Hải cũng đồng dạng như thế. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có Thiên Vị Hải, ta cũng có, hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết, đó là Thiên Vị Hải của ta mạnh hơn. Chợt, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một đạo hàn ý, sau một khắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, thần lực cường hãn từ trong cơ thể cũng không hề giữ lại, liền phong thích hết nổi quét mà ra, khiến cho thiên địa đưa tới cơn lốc gào thét, trong cơ thể hình thành một cỗ năng lượng mênh mông vô cùng, cũng hoàn toàn được phóng thích ra. Chỉ thấy trong thiên địa lúc này, thần lực càng lúc điên cuồng, ở phía sau hư không bên trong, thần lực hóa thành hải dương khổng lồ, năng lượng trong đó cũng cuồn cuộn phát ra. Đây chính là Thiên Vị Hải của Tiêu Viêm, sau khi đột phá Thiên Vị Thần, năng lượng trong đó chính là tất cả lực lượng của Tiêu Viêm. Tồn tại của Thiên Vị Hải cực kỳ huyền diệu, chỉ có khi đột phá Thiên Vị Thần, sau khi đưa linh hồn vào thần giới thiên vị, khi ngươi đạt được thần lực thiên thiên vị, đồng thời còn có thể mở ra một mảnh hải dương độc lập bên trong cơ thể của mình, mà hải dương này chính là nguồn gốc của tất cả thần lực thiên vị của ngươi. Thiên Vị Hải chia làm 4 cấp bậc, đó là lam sắc, bạch sắc, hắc sắc và hồng sắc. Hồng sắc Thiên Vị Hải ở trong cùng một cảnh giới là sự tồn tại mạnh nhất, sau này vô luận là thực lực của ngươi tăng lên như thế nào, cho dù màu sắc Thiên Vị Hải từ lúc bắt đầu là cấp bậc gì thì vẫn sẽ là cấp bậc này, cũng sẽ không bởi vì tăng tới hậu kỳ mà đem cấp bậc Thiên Vị Hải tăng lên, cho nên đẳng cấp của Thiên Vị Hải vừa đột phá chính là đã được quyết định Thiên Vị Thần. Tác dụng chủ yếu của Thiên Vị Hải chính là thực lực của mình là nhất trọng Thiên Vị Thần, nếu chống lại đối thủ cùng cảnh giới, lúc này phải xem đẳng cấp của Thiên Vị Hải trong cơ thể của ai cao hơn một bậc. Nếu như đẳng cấp Thiên Vị Hải cùng một màu, như vậy cho dù song phương có chiến đấu như thế nào thì thế lực vẫn chỉ ngang nhau, rất khó phân ra thắng bại. Nhưng tự thân là Thiên Vị Hải màu đỏ, như vậy của đối phương là Thiên Vị Hải màu đen, ngươi có thể đánh bại đối phương, thậm chí có để đập chết được đối phương, cái này chỉ nhằm vào trong cùng cảnh giới. Nếu như bản thân là nhất trọng Thiên Vị Thần mà có được hồng sắc Thiên Vị Hải, muốn đối chiến nhị trọng Thiên Vị Thần, mặc dù đối phương là lam sắc Thiên Vị Hải cũng không có cách nào có được đối kháng. Cái này ứng nghiệm vào một câu đồn đãi, ở bên trong Thiên Vị Thần không cách nào có thể vượt cấp khiêu chiến, cho dù ngươi có được ác chủ bài phi thường cường đại cũng là không được, vì dù sao tự thân thiên phú liền định ra đẳng cấp Thiên Vị Hải. Hơn nữa ngoại trừ 4 cấp bậc Thiên Vị Hải ra, còn có một chỗ kỳ lạ, đó chính là người tu luyện có thể đem thần hồn của mình giấu ở sâu trong Thiên Vị Hải, dưới chiến đấu kịch liệt, cho dù thần thể của bản thân bị hủy, thần hồn vẫn có thể sống sót, thậm chí còn có thể tu luyện ra thần thể hoàn toàn mới. Đây chính là chỗ đáng sợ của Thiên Vị Thần, mà hiện tại Thần Long chính là như thế, dù thần thể bị Tiêu Viêm đánh hủy, hiện giờ chỉ có thể đem thần hồn ẩn nấp ở trong Thiên Vị Hải, chuẩn bị hướng về phía Tiêu Viêm thi triển ra phản kích cuối cùng. Một khi Thiên Vị Hải phóng thích ra, cũng chính là mấu chốt phân ra thắng bại. Thế nhưng, sau khi Tiêu Viêm thi triển ra Thiên Vị Hải, tất cả thần thú cường giả ở đây đều kinh hãi đến rất cầm, bao gồm Thánh Long, cùng với thần hồn của Thần Long đang ẩn xấu trong Thiên Vị Hải màu đen. Vô sắc Thiên Vị Hải càng làm cho người ta không thể ngờ tới, bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua vô sắc Thiên Vị Hải. Ở bên trong đẳng cấp của Thiên Vị Hải cũng chỉ có lam sắc, màu trắng, màu đen, màu đỏ, chưa từng thấy qua vô sắc Thiên Vị Hải. Sau một hồi kinh sợ, thanh âm Thần Long từ trong Thiên Vị Hải truyền ra nói, ha ha ha, lại còn giả thần giả quỷ, ta còn tưởng rằng Thiên Vị Hải của ngươi lợi hại đáng sợ đến cỡ nào, nguyên lai còn tưởng rằng là màu đỏ, hóa ra là Thiên Vị Hải không màu. Hơn nữa vô sắc Thiên Vị Hải bọn họ chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng thấy, liền nghĩ thầm vô sắc Thiên Vị Hải này, chỉ sợ ngay cả lam sắc Thiên Vị Hải yếu nhất còn không bằng đi. Vừa nghe Thần Long nói cười ha hả như vậy, thay vào đó, Thần Long tộc cùng với những thần thú Long Minh kia cũng nhao nhao gật đầu cười ha hả chế giễu theo, tán thành với Thần Long. Vô sắc Thiên Vị Hải, chỉ sợ thật đúng không bằng lam sắc Thiên Vị Hải. Khi nghĩ tới đây, bọn họ cũng gạt bỏ hết ý niệm sợ hãi, chỉ cần Thần Long chưa chết, như vậy bọn họ sẽ có sự tự tin lớn vô cùng. Cho nên đối với cuộc chiến Chư Long lần này, buộc phải tiêu diệt Thánh Long tộc và Tổ Long tộc, cái tên tiểu tử nhân loại này, ngươi cho rằng triệu hoán ra một vô sắc Thiên Vị Hải là có thể cho rằng mình rất cường đại, cương mãnh sao? Khẩu khí của ngươi cũng lớn thật, còn nói cái gì so với hắc sắc Thiên Vị Hải còn mạnh hơn cả bản Thần Long ta? Ta ngược lại là muốn xem, theo như lời ngươi, Thiên Vị Hải liệu có mạnh hơn so với của ta hay không? Ha ha ha. Tiếng cười vừa dứt, hắc sắc Thiên Vị Hải của Thần Long điên cuồng vỗ lên bọt sóng, tản mát ra cảm giác áp bách cường đại. Trước tiên, người của Thánh Long cũng cảm giác được năng lượng đáng sợ phát ra từ hắc sắc Thiên Vị Hải, cảm nhận được thần lực trong đó quá lớn, nội tâm bọn họ cũng có chút lo lắng về Tiêu Viêm.
Nếu như có hồng sắc thiên vị hải thì không cần quá mức lo lắng. Dù sao, hiện tại thần long bị chư long chi uy áp chế huyết mạch, thực lực rơi xuống tứ trọng thiên vị thần, ở trong cùng cảnh giới, có được hồng sắc thiên vị hải, cũng chính là sự tồn tại mạnh nhất, mà vô sắc thiên vị hải này, tuy rằng tất cả mọi người chưa từng thấy qua, nhưng là ít nhiều trong lòng cũng không có tự tin lớn như vậy, bởi vì kế tiếp, mới là mấu chốt chân chính phân ra thắng bại của trận chiến chư long này, nhưng Tiêu Viêm lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, bởi vì từ trong miệng phần lão mà hắn biết được, vô sắc thiên vị hải của chính mình chính là đệ nhất đẳng cấp trong thế giới, đều là cực kỳ hiếm thấy, về phần đẳng cấp có thể là xa xa vượt qua hồng sắc thiên vị hải, cũng có thể là, cho nên nói, thiên vị hải màu đen thần long ở trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới, đáng tiếc là thần long không biết được điều này, khiến hắn tỏ ra sự tự tin vô cùng thái quá, huống hồ, là Tiêu Viêm cũng muốn thử một lần, lực lượng vô sắc thiên vị hải rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, trong đôi mắt màu vàng kia, tản mát ra một đạo hỏa mang, hít sâu một hơi, hai tay mở ra. Thiên vị hải màu đen mênh mông vô bờ trên hư không thản nhiên nói, tên chó kia tiến lại đây đi, để cho ngươi xem, thiên vị hải màu đen của thần long ngươi, sẽ bị ta nghiền ép như thế nào, tiểu tử nhân loại, ngươi lại muốn chết nhanh như vậy, được thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi, chết đi cho bản thần long, ha ha ha, nghe được ngữ khí khiêu kích từ Tiêu Viêm, hắn trực tiếp gầm lên một tiếng, thần hồn lực lượng không hề giữ lại, mà toàn bộ phóng thích hết ra. Trực tiếp để cho hắc sắc thiên vị hải tản mát ra khí tức hủy diệt vô tận, sau đó thiên vị hải màu đen khổng lồ, trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm bên kia, cuồn cuộn vọt tới, hải dương màu đen kích khởi vạn trượng, mà những bọt sóng này đi qua chỗ nào, không gian đều bắt đầu dần dần sụp đổ mà xuống, thiên vị hải màu đen khủng bố, thần lực phát ra khiến người ta vô cùng chấn động, cho dù là thánh long cũng vô cùng chấn động, nếu đổi lại là thời kỳ đỉnh cao của hắn, cũng không thể tiếp được một kích của thần long lúc này, lo lắng về Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, nhưng lúc này, bọn họ cũng không giúp được gì. Dù sao thực lực của bọn họ cùng Tiêu Viêm cũng có chênh lệch, nếu như tùy tiện đi qua hỗ trợ, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy chân chính của Tiêu Viêm. Nếu không phải lần này lực lượng của thần long bị chư long chi uy áp chế, thì khi thần long thi triển ra, cũng không phải cái gọi là thiên vị hải, mà là thiên vị tinh thần hải cường đại hơn thiên vị hải, chỉ có thực lực đột phá đến ngũ trọng thiên vị thần, thiên vị hải trong cơ thể phát sinh liền biến chất, trở thành thiên vị tinh thần hải, lại càng cường đại càng khủng bố hơn, lực lượng của thiên vị hải khổng lồ đáng sợ này, còn cao cấp hơn, đây chính là thiên vị thần lực lượng. Sóng lớn màu đen ngập trời trực tiếp xuyên thùng hư không, điên cuồng vọt tới phía Tiêu Viêm, lúc này đồng tử của Tiêu Viêm cũng hơi co lại, tuy rằng vô sắc thiên vị hải của mình từ phần lão biết được, đã có thể vượt qua hồng sắc thiên vị hải, dù sao Tiêu Viêm cũng chưa thử nghiệm qua, nếu như bị sóng lớn khủng bố cắn nuốt, sợ là Tiêu Viêm sẽ lâm vào nguy cơ, thế nhưng, đối với thông tin từ phần lão, Tiêu Viêm vẫn là luôn tin tưởng, dù sao phần lão cũng chính là phần quyết chi linh, một sự tồn tại mà không thể nghi ngờ thực lực của đảo được. Đã như vậy, sau khi đối mặt với thế công đáng sợ của đối phương, Tiêu Viêm cũng không dám dừng lại, đồng dạng cũng phóng thích lực lượng thiên vị thần của bản thân đến mức cực hạn, vô sắc thiên vị hải phía sau bắt đầu rung chuyển kịch liệt, sau đó hai tay kết ấn, trực tiếp đem năng lượng vô sắc thiên vị hải triệt để nổ tung ra, trong đó năng lượng bùng nổ, sau một phen này, ở sâu bên trong vô sắc thiên vị hải, vòng xoáy thần bí từ từ mở rộng ra, ở trong vòng xoáy, có khu vực màu đen sâu không thấy đáy. Nếu như nhìn kỹ, ở trong khu vực màu đen này, có thể nhìn thấy trong đó có vô số ngôi sao lấp lánh, chẳng qua những ngôi sao này trước mắt vô cùng yếu ớt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, mà về phần tại sao trong vô sắc thiên vị hải lại có dị tượng như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết được, nhưng thể khẳng định rằng, nơi này chính là vòng xoáy thần bí thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ vạn vật thế gian, chỉ cần đồ vật bị thôn phệ đi vào, mọi thứ sẽ không thể thoát, nếu thiên vị hải của đối phương đáng sợ như vậy, vậy thì nuốt một ngụm vào đi, lực lượng của vô sắc thiên vị hải sợ là hắc sắc thiên vị hải của ngươi cũng không đủ để đối kháng, thôn phệ, Tiêu Viêm dứt lời, sau lưng vô sắc thiên vị hải xảy ra chấn động cực lớn, sau đó chấn động vỗ lên sóng lớn vạn trượng, trong nháy mắt biến mất ở khu vực trung tâm nhất của thiên vị hải, bởi vì những sóng lớn này đều bị đạo thần ví lốc xoáy ở trung tâm kia hấp thu vào, ngay cả thiên vị hải mênh mông vô bờ cũng dần dần biến thành cơn lốc, tốc độ xoay tròn nhanh đến kinh người, nhìn thấy thế công thiên vị hải của Tiêu Viêm, tất cả cường giả thần thú phía dưới đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vô sắc thiên vị hải của Tiêu Viêm lại có thể bộc phát ra lực thôn phệ đáng sợ như thế, điều này làm cho thần long tộc cùng long minh đều là há to miệng, thân thể đều kìm lòng không được khẽ run lên, nếu lực thôn phệ của thiên vị hải nhắm vào bọn họ, đáng sợ bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Lúc này thánh long tộc bên kia mới ý thức được, vô sắc thiên vị hải của Tiêu Viêm này, đúng là đáng sợ như thế, so với lam sắc thiên vị hải, bạch sắc thiên vị hải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí cỗ năng lượng phát ra kia, hoàn toàn không thui gì hắc sắc thiên vị hải. Đôi mắt thánh long nhìn về phía vô sắc thiên vị hải đã hình thành một cơn lốc, trên hư không, chỉ có hắn biết, thiên vị hải của Tiêu Viêm khủng bố cỡ nào, đẳng cấp hắc sắc thiên vị hải của hắn cùng thần long cũng như nhau, nhưng giờ phút này cảm nhận được cỗ lực lượng kia, cho dù là hắc sắc thiên vị hải của thánh long cũng thể chống lại, từ trong đầu của hắn, lực lượng vô sắc thiên vị hải, đã vượt xa hắc sắc thiên vị hải, thậm chí có thể so với hồng giác thiên vị hải, thậm chí so với hồng giác thiên vị hải còn cường đại hơn cũng nói không chừng. Nhưng không hẳn ai cũng biết, vô sắc thiên vị hải của Tiêu Viêm có lực thôn phệ kinh người như thế, đều là đến từ vòng xoáy thần bí ở sâu trong thiên vị hải, mà những ngôi sao phát sáng trong vòng xoáy, có lẽ mới là nguồn gốc lực lượng chân chính của vô sắc thiên vị hải, ầm ầm,
Trên bầu trời, sóng lớn màu đen cùng cơn lốc không màu hoàn toàn đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau một khắc, có một cỗ sóng xung kích có thể phá hủy vạn vật thổi quét mà ra, một ít thần thú phản ứng không nhanh, trực tiếp bị lực lượng cỗ sóng xung kích này đánh trúng, liền vẫn lạc ngay tại chỗ. Sau khi phát sinh ra biến hóa đáng sợ thế này, tất cả cường giả thần thú ở đây cũng nhao nhao để cao lực lượng thần hồn, tránh né những sóng xung kích đủ để mưu sát bọn họ. Sóng lớn màu đen cao vạn trượng, một tầng lại một tầng va chạm vào cơn lốc không màu, nhưng mà đạo thứ nhất sóng lớn khi tiếp xúc với cơn lốc trên kia, trực tiếp bị một lực hấp dẫn rất mạnh cắn nuốt đi vào, hơn nữa sau khi bị cắn nuốt cũng không có xuất hiện cắn trả nổ tung. Quả thực là lực lượng vô sắc thiên vị hải quá mạnh mẽ. Thần hồn thần long ở sâu trong hắc sắc thiên vị hải nhìn thấy một màn này, ánh mắt dần dần dữ tợn lên, hắn cũng không ngốc, có thể dễ dàng đem lực lượng thiên vị hải của hắn thôn phệ đi vào, đủ để chứng minh lực lượng thiên vị hải vô sắc này đã vượt xa thiên vị hải màu đen. Nhưng thần long cũng sẽ không bởi vì đạo sóng lớn thứ nhất bị thôn phệ sao mà cảm thấy nản lòng. Lúc này lần thứ hai một tiếng giống giận, trực tiếp đem lực lượng hắc sắc thiên vị hải cũng thôi động đến cực hạn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba cùng với càng nhiều đạo sóng lớn màu đen đối với Tiêu Viêm phô thiên cái địa thổi quét mà đến, ngay cả không gian cũng bị sóng lớn ảnh hưởng, xuất hiện nhiều khe nứt. Thế công năng lượng đáng sợ như vậy, có thể nói không khoa trương chút nào, trong vạn thú thần giới không ai có thể địch. Nhưng mà Tiêu Viêm xuất hiện trực tiếp thay đổi cục diện, không người nào có thể địch. Thần long tuy mạnh nhưng dưới hào quang của nhân vật chính của Tiêu Viêm vẫn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, quan trọng nhất vẫn là Chư Long kiếm. Nếu như không phải Chư Long uy có thể áp chế huyết mạch thần thú, chỉ sợ trận chiến này Tiêu Viêm cùng thần long cũng sẽ không làm được hiệu quả như thế. Năng lượng trên bầu trời không ngừng va chạm, đồng thời cũng không ngừng nổ vang ra, sóng lớn màu đen không ngừng dâng lên, oanh kích trên cơ lốc vô sắc đều bị lực thôn vệ trong đó hấp thụ. Vòng xoáy thần bí ở vùng sâu thẳm kia cũng mở rộng đến mấy trăm lần, theo diện tích vòng xoáy càng lúc càng lớn, cỗ lực thôn vệ kia cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc kệ thần long thi triển bao nhiêu lần sóng lớn, vẫn bị cơn lốc xoáy vô sắc cắn nuốt trong đó. Thấy thời cơ chín mùi, thần sắc Tiêu Viêm lần nữa biến đổi, thủ ấn bốc lên, cơn lốc không màu cũng hóa thành hình dạng một đạo cự thước, cuối cùng trực tiếp cắm vào bên trong hắc sắc thiên vịnh hải, đồng thời bạo phát ra lực lượng kinh người. Cự thước do vô sắc thiên vị hải ngưng tụ bắt đầu khuấy động, khiến cho năng lượng trong hắc sắc thiên vị hải nhất thời không thể ngưng tụ, phân tán ra xung quanh. Những cái gọi là sóng lớn màu đen kia cũng là từ biến thành thành vạn trượng, trăm trượng, mấy chục trượng, thậm chí có chút sóng lớn đã hóa thành một bãi hắc thủy rơi vào trong thiên vị hải. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng cường giả thần thú ở phía dưới nhìn trực tiếp là sợ ngây người, vốn tưởng rằng vô sắc thiên vị hải cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, kết quả tại đây đối chạm, vậy mà trực tiếp đem hắc sắc thiên vị hải thần long của bọn họ cho nghiền ép xuống. Chẳng lẽ vô sắc thiên vị hải của Tiêu Viêm mạnh hơn hắc sắc thiên vị hải sao? Vô sắc thiên vị hải bọn hắn chưa từng thấy qua, ngay cả đẳng cấp là gì bọn hắn càng là không thể biết được, còn tưởng rằng so với lam sắc thiên vị hải còn không bằng. Kết quả một cảnh tượng xảy ra vừa rồi, vô sắc thiên vị hải chỉ sợ là vượt qua hắc sắc thiên vị hải. Tiểu tử nhân loại kia làm sao có thể cường đại như thế? Có gì không đúng ở đây? Lúc này một số cường giả thần thú của thần long tộc và long minh bắt đầu nghị luận. Đối với sức chiến đấu của Tiêu Viêm, chắc thức cảm thấy kinh hãi. Từ sau khi Tiêu Viêm xuất hiện, bất kể là so đấu về huyết mạch chi lực hay là thần lực, kể cả hiện tại so đấu thiên vị hải lực, đều bị Tiêu Viêm áp chế mà xuống. Trái lại, thần thú cường giả của thánh long tộc bên này, mỗi thần thú đều lộ ra vẻ không thể thể tin được. Phải biết rằng, đẳng cấp của hắc sắc thiên vị hải ở bên trong vạn thú thần giới chính là sự tồn tại cường đại nhất, ngoại trừ thần long, thánh long cùng với tổ long đã ngã xuống ra, không có vị thứ tư nào có hắc sắc thiên vị hải. Cho nên, thực lực của Tam Long cũng chính là sự đỉnh cao của vạn thú thần giới, nhưng cho dù có sự tồn tại đỉnh phong như vậy, khi thi triển ra hắc sắc thiên vị hải, lại không địch lại được vô sắc thiên vị hải của Tiêu Viêm. Làm sao có thể, đáng chết, tiểu tử nhân loại đáng chết, ngươi vậy mà, ta không phục. Sau khi Tiêu Vi nghe được lời nói của thần Long, khóe miệng cũng châm chọc một nụ cười. Hiện giờ, mình dựa vào phần thần nhị hỏa để cường đại lực lượng của bản thân, đem phần thần lực cũng kích phát ra, chỉ là khiến cho Tiêu Viêm không nghĩ tới chính là lực lượng của phần thần nhị hỏa so với phần thần nhất hỏa này lại cường đại hơn rất nhiều lần. Phối hợp với vô sắc thiên vị hải, càng đem lực lượng đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Tiêu Viêm cũng không lãng phí thời gian, nhìn thấy biểu cảm của thần long kia vặn vẹo không chịu nổi, trong lòng cũng dâng lên một tia bất an cảm giác nếu như không nhanh chóng đem thần long tiêu diệt, chỉ sợ thật sự sẽ có biến số gì đó. Vô sắc thiên vị hải hóa thành cơn lốc khủng bố, không ngừng cắn nuốt năng lượng trong hắc sắc thiên vị hải. Dù là thần long ẩn giấu ở chỗ sâu cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, một khi năng lượng của hắc sắc thiên vị hải bị hấp thu toàn bộ hầu như không còn, như vậy thần hồn của hắn cũng không cách nào ẩn giấu đi, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Giờ khắc này thần long cũng ý thức được chỗ đáng sợ của Tiêu Viêm, lại càng không xem thường Tiêu Viêm. Khi mình thi triển ra nhiều át chủ bài như vậy vẫn không cách nào áp chế Tiêu Viêm, cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương đã cao hơn mình, mà thần long cũng sẽ không ngốc như vậy, cảm thấy là vận khí của Tiêu Viêm chưa tận, trong thiên vị thần thực lực chênh lệch một phân một hào cũng không được, cho nên hiện tại thực lực của hắn nhất định là không bằng Tiêu Viêm. Chỉ là thần long thực sự không biết Tiêu Viêm so với hắn chỉ cường đại hơn một chút là bởi vì Tiêu Viêm có lực lượng kỳ lạ đáng sợ, cũng chính là phần thần nhị hỏa cường đại thần bí. Nếu là lần này không thành công thu phục tam muội thần hỏa, đem phần thần lực lượng kích phát phần thần nhị hỏa, chỉ sợ chính hắn cũng không cách nào đánh bại thần long. Bổn thần long điều mạng với ngươi. Một đạo thanh âm cực kỳ phẫn nộ vang lên, bị cắn nuốt hơn phân nửa hắc sắc thiên bị hải cũng liên tiếp bại lui, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hắc sắc hải dương có thể che khuất bầu trời,
trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm từ Thiên Vị Hải ngưng tụ ra vô sắc cự thước mà đi. Rầm rầm, tiếng gào thét đáng sợ kia truyền vào trong lỗ tai của các cường giả thần thú, đã chạm vào cự thước vô sắc lần nữa, nhưng mà lúc này đây lại không xuất hiện ra cự thước vô sắc, trực tiếp đem áp chế, ngược lại trạng thái đạt tới thế lực ngang nhau. Hơn nữa vẫn chưa dừng lại ở đó, thần long trực tiếp đem tự thân thần hồn phân tán dung nhập vào trong Thiên Vị Hải. Chợt, hắc sắc Thiên Vị Hải cực kỳ điên cuồng dâng lên, so với trước càng cao càng khủng bố, trực tiếp đem không gian kia vỡ nát, khe nứt không ngừng hiện lên. Lực lượng đáng sợ như thế, kể cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi, thần long này lại có thể bầu phát ra uy lực cường đại như vậy, nếu không có Chư Long chi uy áp chế huyết mạch, chỉ sợ lúc này đây thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm, nhưng đúng lúc này, thanh âm của Phần Lão truyền vào trong đầu Tiêu Viêm nói, tiểu tử kia, quên nói với ngươi, vô sắc Thiên Vị Hải của ngươi có thể đem năng lượng Thiên Vị Hải nuốt vào và chuyển hóa năng lượng thành của mình. Vừa nói ra lời này, trực tiếp làm cho thân thể Tiêu Viêm ngẩn ra, trong đầu cũng kinh hỉ, không chỉ có thể thôn vệ Thiên Vị Hải đối phương, hơn nữa còn có thể đem năng lượng Thiên Vị Hải của đối phương thôn vệ tiến vào, chuyển hóa thành của mình, đây quả thực là tồn tại nghịch thiên, chẳng lẽ nói đây mới là năng lực chân chính của vô sắc Thiên Vị Hải. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng đem phần thần lực của bản thân vận chuyển tới cực hạn, năng lượng màu vàng cũng không ngừng quán thâu tiến vào trong vô sắc cự thước, có càng nhiều phần thần lực gia nhập sâu trong vòng xoáy thần bí kia. Trong khu vực màu đen có thể nhìn thấy vô số ngôi sao phát sáng, sau đó năng lượng cường đại bên trong Thiên Vị Hải lực của Tiêu Viêm lại một lần nữa bộc phát ra. Nguyên bản cự thước to lớn lúc này lần nữa mở rộng gấp mấy lần, cỗ năng lượng kia cũng là theo đó tăng vọt. Đối với một màn bất thình lình này, nhất thời làm cho tất cả thần thú cường giả ở đây không thể nào tin nổi, một nhân loại này lại còn có lực lượng cường đại như vậy, ngay cả Thánh Long cũng không thể tin được, sao thực lực của Tiêu Viêm lại mạnh như vậy. Hơn nữa luôn cảm giác Tiêu Viêm còn có ác chủ bài còn chưa thi triển ra, nhìn về hướng Tiêu Viêm tràn ngập sự tò mò. Người này đã là Thiên Mệnh Chi Tử, cho dù bên trong của Thiên Mệnh Chi Tử cũng đã được cho là sự tồn tại hàng đầu. Sau khi Tiêu Viêm phóng thích lực lượng vô sắc Thiên Vị Hải đến cực hạn, năng lượng cự thức kia phóng thích trực tiếp xuyên thủng Thiên Vị Hải màu đen, mảnh không gian này trực tiếp đình trệ trong nháy mắt. Cuối cùng cự thức vô sắc sau khi xuyên thủng Thiên Vị Hải màu đen, Thiên Vị Hải trên không bắt đầu vặn vẹo, một lát sau trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số chất lỏng màu đen rải rác mà xuống. Thời điểm rơi trên mặt đất, những chất lỏng màu đen cũng dần dần bị bốc hơi đi, bởi vì Tiêu Viêm đồng thời cũng đem lực lượng Tam Muội Thần Hỏa hóa thành một đạo biển lửa vô tận, bao trùm ở trên mặt đất, đem những chất lỏng màu đen đang rơi lả tả mà xuống, toàn bộ cho thiêu đốt hầu như không còn, khiến cho Thần Long không còn đường lui. Đối với hành vi lần này của Thần Long, Tiêu Viêm cũng phẫn nộ tới cực điểm. Trước đây sau khi giải quyết vấn đề vạn thú chi nguyên trong Thần Long tộc bọn họ, vốn tưởng rằng đối phương sẽ tạo phúc cho vạn vật sinh linh, kết quả người sau vẫn khư khư cố chấp tiến hành kế hoạch thống trị vạn thú thần giới, mà kế hoạch này tự nhiên là phải hát sinh Thánh Long tộc cùng với Tổ Long tộc. Đối với cái giá phải trả như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Tổ Long tộc đối với mình mà nói, coi như đã hoàn thành lời hứa của mình đối với Tổ Long tiền bối, chỉ cần mình còn có một hơi thở, sẽ không để cho những người này thực hiện dã tâm được. Tại thời khắc cuối cùng này, Thần Long vẫn âm hiểm như vậy, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không lưu thủ nữa, chỉ cần tiêu diệt được Thần Long, như vậy toàn bộ vạn thú thần giới mới có thể hòa bình, ổn định phát triển. Nếu không một ngày Thần Long chưa bị diệt trừ, như vậy vạn thú thần giới sẽ không còn được an bình nữa. Mà lúc này, thần hồn Thần Long vẫn đang ẩn núp ở bên trong Thiên Vị Hải, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ Tiêu Viêm. Hắn đã lựa chọn né tránh, không dám đối kháng với Tiêu Viêm, bởi vì hắn đã biết mình cùng Tiêu Viêm đã có sự chênh lệch rõ ràng. Hắn thực sự là ai? Nội tâm Thần Long lúc này hỗn loạn, tiếp tục như vậy, thần hồn của mình chắc chắn sẽ bị biển lửa phía dưới kia thôn phệ. Nhưng ngay lúc Thần Long đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt khiến cho biểu cảm của hắn vặn vẹo. Ha ha ha, tìm được ngươi rồi. Đôi mắt màu vàng của Tiêu Viêm tản mát ra năng lượng thần bí, khi nhìn về phía Thần Long, khóe miệng khẽ động, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền ra. Nghe tính nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm ngay tại trước mặt mình, Thần Long cũng lơ đãng, cả người run rẩy. Đối với Tiêu Viêm lúc này, hắn đã không còn sự kiêu ngạo cùng khinh miệt như trước, nếu như thực lực của mình là ngũ trọng Thiên Vị Thần, ngược lại cũng sẽ không còn sợ hắn nữa, nhưng hiện tại lại đang bị Chư Long chi uy áp chế huyết mạch, thực lực nhiều lắm cũng chỉ là tứ trọng Thiên Vị Thần. Nếu như lúc này ngươi buông tha cho ta, ta cam đoan ta sẽ không xâm lấn Thánh Long tộc cùng Tổ Long tộc nữa. Thấy mình đã vô lực phản kháng, Thần Long liền dùng ngữ khí cầu khẩn để nói với Tiêu Viêm. Chỉ thì bất quá lúc này đây, Tiêu Viêm cũng không còn tin tưởng chuyện ma quỷ của Thần Long nữa. Lần trước chính hắn cũng nói như vậy, kết quả là bây giờ thiếu chút nữa khiến cho gian kế của hắn thực hiện được. Nếu như mình không có nhiều ác chủ bài cường đại, thì thật sự Thánh Long tộc cùng Tổ Long tộc sớm đã bị tiêu diệt. Ngươi là một trong Tam Long của vạn thú thần giới, nói chuyện cũng cần phải có ý tứ một chút. Chính ngươi nói, chỉ sợ chính ngươi cũng còn không dám tin. Ngươi nghĩ rằng lúc này ta còn có thể tha mạng cho ngươi sao? Tiêu Viêm cũng dùng ngữ khí cực kỳ kiên quyết nói ra, nói về phía Thần Long. Căn bản Tiêu Viêm cũng không quan tâm hắn. Nhìn thấy sự cầu khẩn của mình không có kết quả, ngữ khí của Thần Long lúc này cũng trở nên trầm thấp xuống, lên tiếng, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta, là muốn tiêu diệt triệt để ta, vậy ta sẽ cho người biết, như thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần Long lúc này cũng không trốn tránh nữa, nếu như hắn đã không địch lại đối phương, như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể mời vị đại nhân thần bí sau lưng. Nhìn thấy thần sắc quỷ dị của Thần Long, khiến cho nội tâm của Tiêu Viêm lúc này trở nên bất an, quả nhiên cảm giác lúc trước không sai.
Sau lưng thần long này đích xác có người thần bí nào đó tương trợ, cho dù là như vậy, Tiêu Viêm cũng chuẩn bị đem tên thần long này gạt bỏ trước, nếu như lưu lại người này, đối với vạn thú thần giới cũng là một loại tai họa. Hừm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân thì như thế nào, ta sẽ tiêu diệt ngươi trước. Vừa dứt lời, Tiêu Viêm giơ cánh tay lên, mở lòng bàn tay ra, trên đó hiện lên một đạo hỗn sắc hỏa liên hoa, sau đó ném thẳng về phía thần long. Rất nhanh hỗn sắc hỏa liên hoa kia cách thần hồn thần long chỉ có một ngón tay, con ngươi cũng cấp tốc co rút lại. Ngay sau đó, hỏa liên phim trực tiếp ầm ầm nổ tung, bùm. Trên bầu trời, một đạo hỗn sắc hỏa diễm trực tiếp trùng kích nổ tung ra bốn phía, bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ, đem không gian chấn vỡ vụn ra, bảo phát ra năng lượng hủy diệt, trực tiếp đem thần hồn thần long thôn phệ. Cho dù bản lĩnh của hắn lớn hơn nữa, chỉ sợ không thể nào giống sót được. Đây chính là hỏa liên do ta muội thần hỏa ngưng tụ ra, uy lực còn mạnh hơn Đế Viêm và Huyễn Hư. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số cường giả thần thú phía dưới, ai nấy đều kinh sợ rớt cằm, đặc biệt là người của thần long tộc và long minh. Chẳng lẽ thần long đại nhân cứ như vậy lại bị một tên nhân loại đánh chết hay sao? Trong lúc tất cả thần thú đều bàn tán, thần hồn của thần long bị Tiêu Viêm tiêu diệt, trong phiến thiên địa lúc này, nhất thời vang lên một tiếng nổ vang thật lớn. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm liền kịch biến. Sau một khắc, một đạo hắc ám chi quang khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng, từ trong thần hồn lúc này, thần long mãnh liệt xông thẳng lên phía chân trời, trực tiếp đem năng lượng hỗn giác hỏa diễm xung quanh đánh cho tiêu tan. Thân ảnh Tiêu Viêm cũng bị cỗ lực lượng này chấn bay liền rút lui mà đi, lực lượng đáng sợ nhất thời tàn sát bừa bãi, cỗ khí tức áp bách không thể nào tưởng tượng nổi, từ đó không ngừng tản mát ra, trong thiên địa phảng phất thanh âm quỷ dị từ trong hư không truyền ra, lực lượng khủng bố đến cực điểm kia, khiến toàn bộ vạn thú thần giới cũng bắt đầu run rẩy, tất cả cường giả thần thú ở đây đều cảm ứng được từ trong hắc ám chi quang tản mát ra khí tức cường đại áp bách, sắc mặt bọn họ cũng trở nên kịch biến, một cảnh tượng chấn động, nhịn không được xông lên đầu, bất kể là thần long tộc, long minh cùng với thần thú thánh long tộc, khi đạo hắc ám chi quang này xuất hiện, cỗ khí tức áp bách kia so với thực lực ngũ trọng thiên vị thần của thần long, còn cường đại hơn nhiều, thậm chí khí tức áp bách kia, cơ hồ đã tiếp cận lĩnh vực đáng sợ của lục trọng thiên vị thần. Hiển nhiên, theo như lời thần long vừa nói, thì đích xác là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vậy rốt cục đó là ai? Cỗ lực lượng này, ít nhất đã đạt tới ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong. Khoảng cách lục trọng thiên vị thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng thần thú đem ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía trên không, thân ảnh Tiêu Viêm bị cỗ lực lượng này chấn lui mấy trăm mét, sau mới ổn định. Vào lúc này, theo ánh mắt phóng đi, có vô số mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy vừa rồi ở khu vực hắc ám chi quang không ngừng lóe ra, chợt nhìn thấy có một đạo hắc ảnh đứng sừng sững trong đó. Đạo hắc ảnh kia không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng sau một khắc, hắc khí trên người hắn liền trở nên khủng bố, phô thiên cái địa tràn ngập ra, đem toàn bộ phiến thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Mà trong hắc khí này, có một loại mùi khiến cho tất cả thần thú người phải đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, bởi vì trong hắc khí còn có thể ăn mòn lực lượng thần trong cơ thể bọn họ, đồng thời làm cho lực lượng thần trở nên dị thường, hơn nữa, có thể làm cho lực lượng thần đều cảm thấy khó chịu, chắc chỉ có lực lượng của thần ma, hai cỗ lực lượng này đều là đối lập, thần ma không có khả năng cùng tồn tại, chỉ có thôn phệ lực lượng một phương chiếm cứ lấy lực lượng đối phương, mà lực lượng ma chính là muốn thôn phệ lực lượng thần, đem lực lượng thần đồng hóa thành lực lượng ma, vô số thần thú phía dưới lúc này, ánh mắt trở nên kinh sợ khi thấy cảnh tượng này. Ngay cả thánh long ở dưới lực lượng ma cường đại khủng bố cỡ này cũng thấy có chút nhỏ bé, dù là thánh long thời kỳ toàn thịnh cũng là như thế. Cỗ ma lực lượng này đã vượt xa dự liệu bọn họ, kỳ thật ngay cả người của thần long tộc và long minh cũng không biết sau lưng thần long đại nhân còn có một vị cường giả thần bí như vậy. Ánh mắt khiếp sợ của bọn họ nhìn lên hư không bóng đen trong hắc ám chi quang, sau đó trên mỗi gương mặt đều hiện ra vẻ mặt khó có thể tin. Đó là thần gì? Đối phương căn bản không phải thần, thanh âm Tiêu Viêm cũng không phải rất lớn, nhưng khi nói ra mỗi một vị thần thú đều là có thể nghe được rõ ràng. Cái gì, không phải con người, bởi vì hắn là ma. Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả thần thú ở đây càng khiếp sợ, bao gồm thần long tộc cùng long minh, bọn họ căn bản không biết, thần long đại nhân của bọn hắn dĩ nhiên lại hợp tác với thần ma. Hắc ám chi quang lúc này cũng dần dần tiêu tán, khi đó đạo hắc ảnh có diện mạo chân thật kia, cũng dần hiện ra ở trong tầm mắt tất cả. Đó là một gã nam tử mặc áo bào đen, thân hình to lớn, vẻn vẹn chỉ đứng ở chỗ hư không kia, có một loại ma uy khủng bố áp đảo trên thiên địa. Đương nhiên, nam tử y hắc bào này xuất hiện, mảnh thiên địa không gian này đều trở nên vặn vẹo, làm như phía thiên địa này không chứa nổi đối phương. Lúc này, tất cả thần thú cường giả ở đây, trong lực lượng thần chi cơ thể, đều không nhịn được bắt đồng sao động, bởi vì ma khí tràn ngập thiên địa đã xâm lấn cơ thể bọn họ. Một ít thần thú thực lực hơi yếu một chút, lực lượng thần trong cơ thể kịch liệt bạo động, liền phun ra ngụm máu tươi, biểu cảm hoảng sợ không dám tin, từ khoảng cách như vậy mà vẫn bị ma khí ảnh hưởng. Lực lượng như vậy, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Hơn nữa, ma uy của nam tử áo đen xuất hiện trong mắt chúng thần thú, đã sớm vượt qua thần long đại nhân, đồng thời đem khí tức cảm ứng được vị này đang ở ngũ trọng thiên vị thần đỉnh phong, thậm chí đã nở chân bước vào lĩnh vực lục trọng thiên vị thần đáng sợ. Thực lực như thế, chỉ sợ trong vạn thú thần giới, không có ai là đối thủ của hắn, cho dù có nhiều ác chủ bài cường đại như Tiêu Viêm, thì cũng không cách nào chống lại. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt nam tử áo đen kia, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, thần sắc cũng biến đổi, khuôn mặt đều có quắc vài cái, bởi vì trước mắt lại xuất hiện ra một đạo ma ảnh bực này. Tiêu Viêm ở thượng cổ thánh địa cũng đã gặp qua một lần, cũng chính là vị bị mẫu thân và di nương của Tiểu Độc và Vũ Hàm đánh cho chạy, ngũ linh toàn ma, chỉ là không nghĩ tới, ngũ linh toàn ma sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Xem ra Diệt Thần Phủ cũng đã đưa vào bên trong Vạn Thú Thần Giới, mà Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng không biết, nhưng Tiêu Viêm nghĩ mãi mà không rõ, những người Diệt Thần Phủ này rốt cuộc muốn làm gì, vì sao bọn họ luôn hợp tác với người Diệt Thần Phủ. Theo Ngũ Linh Toàn Ma xuất hiện, Tiêu Viêm biết được thì sợ Chư Long Chi Chiến lại có biến cố xảy ra, cho dù áp chủ bài của Tiêu Viêm có thể hiện ra hết, cũng không thể nào là đối thủ của vị Ngũ Linh Toàn Ma trước mắt này. Năm đó, vào thời kỳ toàn thịnh, Thượng Cổ Thánh Chủ cũng không thể đem Ngũ Linh Toàn Ma chém giết, phải biết rằng, ngay lúc đó, Thượng Cổ Thánh Chủ có được hai đại thần khí, là Chư Long Kiếm cùng Thượng Cổ Trấn Ma Tháp, có thêm một đại đạo thần kỹ, Cỗ Thông Hóa Linh Trận, mới chỉ có thể đem phong ấn mà thôi, cũng đủ để chứng minh chỗ đáng sợ của ma vật này. Với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, ăn bản không thể đánh một trận với ma vật này, cho dù là dưới hình thái của phần thần nhị hỏa, cũng không thể chống lại ba chiêu. Lúc này, không khí chiến trường cũng bị vây trong một loại yên tĩnh chết chóc, tất cả thần thú chi nhân đều là kinh ngạc nhìn đạo hắc bào ma ảnh ở trên hư không vĩnh ngạn vô biên, hiển nhiên tản mát ra loại ma uy chấn động, khiến bọn họ cũng không dám có chút động tác nào, mà loại rung động này, rằng con một lát sau, ma ảnh phía sau thần hồn thần long mở miệng, mới có một ít thần thú dần dần tỉnh táo lại, cảm tạ đại nhân đã xuất thủ cứu giúp, bằng không ta chỉ sợ đã vẫn lạc trong tay tiểu tử nhân loại kia. Một ít âm thanh run rẩy, nhìn không được vang lên, mang theo chi ý sợ hãi, thân thể cũng khẽ run lên, vừa rồi lực lượng hỗn sắc hoàn liên đã để cho thần long cảm thấy một tia sợ hãi, nếu không nhờ vị đại nhân này kịp thời ra tay, đem lực lượng hỏa liên kia trùng kích kia hóa giải, thần hồn của hắn hôm nay thật đúng là sẽ ngã xuống ở đây, thật sự là phế vật, vì người sau này vẫn còn có một chút tác dụng với bản ma, nếu không đã sớm đem người đánh chết. Ma ảnh trả lời thần long lại là không chút khách khí, phảng phất ở trong mắt của hắn, dù thần long có thực lực ngũ trọng thiên vị thần, cũng không là cái gì, ngay cả một tên tiểu tử nhân loại cũng không giải quyết được, dựa vào cái gì có thể cùng hắn hợp tác, nhưng thần long cũng không dám bất mãn, dù sao thực lực của đối phương vượt xa mình, chọc giận đối phương, chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, cho nên, trong lòng thần long cũng chỉ có thể nhịn xuống sự bất mãn này, bề ngoài hiện ra vẻ mỉm cười cung kính, được rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta, ngươi lui ra đi. Ma ảnh phất phất tay với thần long phía sau, lành lạnh nói, thấy vị đại nhân trước mắt này nói như vậy, thần long cũng ngoan ngoãn đi về phía thần long tộc bên này, chờ mong vị đại nhân này xuất thủ. Ngươi là người của Diệt Thần Phủ, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong lỗ tai ma ảnh, người sau cũng theo thanh âm nhìn lại, thấy một thân ảnh hắc bào cách đó không xa, hai mắt hơi híp lại, một cỗ khí thế đáng sợ tản mắt ra, bao phủ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không có xuất hiện vẻ hoảng loạn, cặp mắt vàng kia vừa mở ra, một cỗ lực lượng màu vàng kỳ lạ trùng kích mà ra, ở trước người mình hình thành một vòng phòng ngự, chống đỡ khí thế đáng sợ của đối phương, đây là lực lượng phần thần, chẳng lẽ thần long không thể đánh bại ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, ma ảnh thân thể ngẩn ra, bởi vì trước mắt, tuổi tác tên này cũng chỉ trăm tuổi mà thôi, lại có thể biết được thân phận của mình, hơn nữa, còn có được lực lượng phần thần. Ta không chỉ biết ngươi là người của Diệt Thần Phủ, ta còn biết ngươi là người trong Cửu Đại Toàn Ma, bài danh thứ 5 Ngũ Linh Toàn Ma. Nghe vậy, ma ảnh kia bắt đầu đánh giá Tiêu Viêm một phen cẩn thận, dường như hắn đã gặp qua thân ảnh này ở đâu đó. Thấy ma ảnh không nhớ ra, Tiêu Viêm tiếp tục nói, lúc trước ngươi bị chủ mẫu thần nguyên cung đánh cho trà chối chết, ta nhớ rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới thương thế của ngươi không chỉ khỏi hẳn, thực lực cũng cường đại hơn. Ma ảnh vừa nghe đến mấy chữ chủ mẫu của thần nguyên cung, trong lòng tự nhiên có chút xúc động, kỳ thật hắn sợ cũng không phải chủ mẫu của thần nguyên cung, mà là cung chủ của thần nguyên cung, Nguyên Tôn. Nghe đồn, thực lực của vị Nguyên Tôn kia đã ở trên đỉnh cao thần giới, làm Ngũ Linh Toàn Ma tự nhiên đối với hắn vô cùng kiên kỵ, cho nên vừa nghe đến ba chữ thần nguyên cung, đều sẽ nhịn không được cảm thấy một tia sợ hãi. Ngươi lúc ấy cũng ở đó đúng không? Sau khi đánh giá cẩn thận Tiêu Viêm xong, khóe miệng hiện lên bên độ quỷ dị nói, lúc ấy bản ma vừa mới phá phong, không chú ý tới ngươi, thật đúng là ngượng ngùng. Bất quá hôm nay, ta liền hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, cho dù ngươi có được phần thần lực lượng, cũng không phải đối thủ của bản toàn ma. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.